Chào các bạn nhé, vẫn là chuyên mục mở hộp tai nghe thôi. Đây, các bạn nhìn đây là một chiếc tai nghe từ Mỹ về đây. Có thông tin vận chuyển thông tin bưu điện đây. Thì chiếc này được bao gói đây, như các bạn nhìn đây là một chiếc tai nghe Slowbro rồi. Đúng không ạ, nguyên hộp. Đó, cái dòng tai nghe Slowbro này là một dòng tai nghe mà mình nhập rất là nhiều. Vì dòng beat thì ở Việt Nam mình được các bạn trẻ rất ưa chuộng. Bản thân mình cũng thích, một người thích rất thích cái dòng tai beat này. Đúng không ạ? Đây là màu trắng, mình xin lỗi, đây là màu trắng. Thì đây là bản thường. Như các bạn đây, như hôm trước mình vừa mới mở được chiếc này ra, nó có hai phiên bản khác nhau nhé. Cái bản Mermaid này nó là phiên bản đặc biệt và nó có thêm 3 màu cá tính hơn. Và đây là bản mà nó hợp tác với cả một cái DJ là Pharrell Williams này. Bên này là không có này, đúng không ạ? Theo mình thấy thì nó cũng không khác gì nhau đâu, nó chỉ khác màu sắc thôi. Bản này nó có thêm 3 màu. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem chiếc tai nghe này nhá. Slowbro nó là dòng mới nhất của Solo và đây là Slowbro này thì có chung nguồn chủ động. Đây là dòng Solo 3 là chưa có đâu, đến Slowbro bắt đầu mới có. Đây cái hộp của nó đây. Đây các bạn nhìn nhá, mình sẽ mở hộp cái này. Phụ kiện này. Đây là sách vở này, đây là cái móc này. Cái móc để các bạn có thể gắn vào đây. Gắn vào đây này. Đúng không ạ, để treo nó dễ. Đây là dây sạc của nó, Lightning. Phụ kiện nó chỉ có thế thôi các bạn. Dòng Slowbro này nó không có cổng 3.5 các bạn nhé, tức là phải nghe bằng Bluetooth wireless ấy. Đây, màu trắng. Mình sẽ nhìn qua về hình thức nhá. Hình thức rất là đẹp, không có xước gì cả. Đây các bạn thấy không ạ? Đó.